Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 kết thúc trong lãng nhách. Ở Hội nghị Trung ương 11 khóa trước vào tháng 5 năm 2015, bàn về nhiều vấn đề quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị lần ấy đã vạch ra những tiêu chuẩn lựa chọn các nhân sự chủ chốt để các ủy viên thảo luận, yếu tố trường hợp quá tuổi, tỷ lệ phụ nữ và biểu quyết danh sách chọn lựa để tiểu ban nhân sự làm căn cứ soạn báo cáo ở Hội nghị Trung ương 12, cũng như tán thành quyết định phân bổ các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 12. Đến Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 ra trong tuần này, bắt đầu 7 tháng 10 năm 2019 diễn ra trong một bầu không khí tẻ ngắt. Ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu Đảng chỉ đặt cho hội nghị thảo luận về vấn đề đường lối văn kiện. Hội nghị có 5 mục thì 4 mục là bổ sung vài thành viên vào Ban Kiểm tra Trung ương. Mục 5 là kêu gọi giữ đoàn kết, giữ vững chủ quyền và hòa bình. Hai mục này không có gì đáng để mà phải bàn cả. Mục 1 bàn về chính sách kinh tế cho khóa sau cũng như nhìn lại thực hiện chính sách đã thực hiện. Mục 2 bàn về ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách cho năm 2020. Mục 3 bàn về tài chính của Đảng và những gì Bộ Chính trị đã thực hiện. Cả 5 mục này chẳng có gì đáng bàn, về chính sách đường lối không có gì thay đổi, các hướng vạch ra cũng như những hội nghị trước, thậm chí như nhiều năm trước không có gì thiết thực hoặc phản ánh kịp thời. Để cứu cho Hội nghị Trung ương này thoát khỏi cảnh tẻ nhạt, hôm mở đầu báo chí đưa lời ông Tổng tịch Trọng rằng cần phải nghiên cứu chính sách về Biển Đông. Nhưng thực tế thì hội nghị cũng chẳng có gì rõ ràng về số phận Biển Đông, Việt Nam ở Biển Đông và cả ngoài. Một chút nói sơ qua ở sáng hôm bế mạc về các hoạt động ngoại giao. Nếu như chúng ta so sánh với Hội nghị Trung ương 11 khóa trước cũng có 5 mục như sau. Mục thứ nhất, đánh giá ưu khuyết điểm của lãnh đạo, đặt ra tiêu chuẩn lựa chọn lãnh đạo khóa sau, soạn danh sách lãnh đạo để Hội nghị Trung ương 12 đưa ra biểu quyết. Mục 2, bàn bạc phân bố số lượng đại biểu từng khu vực. Mục 3, thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương đổi mới. Mục 4, thảo luận xây dựng cảng hàng không Long Thành. Mục 5, đây là mục cuối cùng nên sẽ thường giống nhau, đó là đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh. So sánh các mục bàn ở Hội nghị Trung ương 11 khóa trước và khóa sau cho thấy đây là một hội nghị làm cho có thủ tục. Tại sao Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 này lại diễn ra tẻ nhạt như vậy? Câu trả lời rất về lý do đầu tiên rất đơn giản, vì quyền lực tập trung hết vào tay ông Nguyễn Phú Trọng. Thường khi quyền lực tập trung vào tay một người thì chẳng có gì đáng phải bàn cả, nhất là trong tình trạng sức khỏe của ông Trọng không được tốt. Ông chỉ xuất hiện lúc đầu và lúc cuối, không có ông chủ trì thì những ngày làm việc của ủy viên trung ương tất sẽ chẳng có gì phải bàn tới. Những điều mà ông cần phải quản chặt, chẳng hạn như vấn đề nhân sự khóa sau. Trung ương 11 khóa 12 chỉ có một điểm đáng chú ý là vai trò điều hành của ông Trần Quốc Vượng. Ở Trung ương lần này bàn nặng về chính sách đường lối. Điều này khiến vai trò lãnh đạo của ông Vượng được nổi bật hơn. Ông Vượng điều hành ngày thứ 2 và ngày thứ 5 của hội nghị diễn ra có 6 ngày. Ông Phúc điều hành phiên đầu tiên, nhưng đấy chỉ là thủ tục vì ông Trọng là người đọc diễn văn khai mạc. Sự có mặt của ông Trọng chẳng nói lên việc điều hành của ông Phúc có giá trị gì cả. Ngày thứ 2, ông Trần Quốc Vượng điều hành bàn về cương lĩnh dự thảo. Ông Phúc được điều hành Trung ương vào ngày thứ 3, bàn về báo cáo tổng kết và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021 đến năm 2025. Ngày thứ 4, bà Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành Trung ương bàn về ngân sách nhà nước. Ngày thứ 5, lại ông Trần Quốc Vượng buổi sáng điều hành về điều lệ đảng. Buổi chiều, ông Trọng chủ trì công bố đưa thêm 4 người vào Ban Kiểm tra Trung ương. Ngày thứ 6, bà Kim Ngân chủ trì cho ông Trọng đọc diễn văn bế mạc. Sự điều hành của bà Ngân hôm bế mạc cũng mang tính thủ tục như ông Phúc buổi khai mạc. Tính ra chỉ ba vị Ngân, Phúc, Vượng đều có hai buổi điều hành, nhưng nếu điều hành độc lập thì ông Vượng có chọn hai buổi bàn về việc xây dựng Đảng, còn hai người kia chỉ có một buổi bàn về kinh tế và ngân sách. Như vậy vai trò người kế nhiệm ông Trọng đã rõ ràng, đó là ông Trần Quốc Vượng.
Nhưng bao giờ chuyển giao kế nhiệm thì vẫn chưa thấy ai nhắc tới. Có thể là khóa sau, giữa khóa sau hoặc là hết khóa sau. Không ai dám đặt vấn đề về nhân sự lãnh đạo cao cấp, tức không ai dám bàn đến chuyện khi nào ông Trọng sẽ về hưu. Có lẽ người ta còn tin tưởng vào ông Trọng quá nhiều nên 100% đều không ai muốn bảo ông về. Cứ đà này, khóa tới lại có trường hợp đặc biệt là ông cụ 77 tuổi mang tiền sử đột quỵ, đi không vững vì tình hình bất đắc dĩ phải một người làm hai việc, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, để dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân đi tới tương lai. Cuộc đua tới chức vụ Tổng Bí thư của Nguyễn Xuân Phúc có thể khẳng định đã chấm dứt. Những phản ứng của Nguyễn Xuân Phúc trước đó với Trần Quốc Vượng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp dị nhân xứ Quảng. Nếu ông Trọng để ông Vượng làm Tổng Bí thư, ông phải tiễn ông Phúc về vườn, không thể để cho một người đã móc máy chửi ông Vượng là không biết gì về thực tiễn, chỉ ngồi phòng máy lạnh đòi hạch định chính sách, được ngồi lại ghế tứ trụ, như thế có mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ, ảnh hưởng đến nguy cơ tan vỡ của đảng, nhất là một người tham vọng như ông Nguyễn Xuân Phúc. Không có cửa gì để đi tiếp, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ còn hy vọng rằng ông Trọng tiếp tục ngồi lại khóa sau, còn hơn để kẻ như Trần Quốc Vượng, kẻ mà nói ông chỉ là thằng chém gió, nói cho sướng tai, đi đến cơ sở thì rồng rắn cả đoàn xe rất phản cảm. Tuy nhiên, tổng kết tình hình khả năng ở khóa tới, ông Trần Quốc Vượng là người giữ vị trí Tổng Bí thư rất cao, nhưng với điều kiện là ông Trọng rời ghế, đang ở đỉnh cao quyền lực, người duy nhất từ thời Lê Duẩn đến nay có quyền lớn nhất trong tay, mang ước mơ là một minh quân còn sáng hơn cả Hồ Chí Minh, ông Trọng nếu giã từ như vậy sẽ là một điều khổ tâm với ông, nhất là khi ông còn đang mang bệnh. Chiều 12 tháng 9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã đọc bản tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa 12. Bài phát biểu dài 4.907 chữ, vòng vo tam quốc các thể loại, thế nhưng những điểm nóng nhất, thời sự nhất của đất nước ở tầm vĩ mô thì ông Trọng đã tìm cách né vội vã, không thương tiếc. Người dân đọc lại bài phát biểu của ông Trọng mà cảm giác như ông là người từ trên trời rơi xuống, chứ không phải là công dân của nước Việt Nam mà lại là người đứng đầu đất nước cũng như đứng đầu một đảng. Sau biến cố năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam đã có 44 năm để điều hành đất nước, đã có 33 năm đổi mới. Năm 1986 có 24 năm bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ để hội nhập và phát triển. Thế nhưng hôm nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ra giả một bài văn cũ rích 35 năm đất nước đổi mới thì tôi không hiểu ông Trọng ngày xưa đi học có bị trượt môn toán hay không. Hơn nữa, theo tôi được biết thì Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có cương lĩnh bổ sung năm 1991 như bài phát biểu của ông Trọng ma mị trong bài tổng kết hội nghị 11. Năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trong tranh giữa hai dòng nước, chưa biết định hướng như thế nào cho đảng viên để ổn định trong đảng. Chính vì thế, lúc bấy giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải bịa ra cái gọi là kim chỉ nam cho hành động của đảng viên, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi chủ nghĩa Mác Lênin đã tan rã lãng xẹt, cho nên hôm nay ông Trọng phát biểu nói là cương lĩnh bổ sung hoàn toàn là không đúng. Ngoài những lời sáo rỗng du ngủ của ông Nguyễn Phú Trọng, hiện sức khỏe ông đang được đếm từng ngày thì liên tục lặp đi lặp lại trong bài phát biểu dài 4.907 chữ này mà không hề có tính chất chiến đấu trong đảng, tính định hướng phát triển nền kinh tế cho đất nước cũng như bảo vệ đất nước. Cả một bài phát biểu 4.907 chữ chỉ vỏn vẹn có một câu chưa nổi 25 chữ rằng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, biển, đảo, quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hiện nay, tình hình biển đảo Bãi Thứ Chính bị Trung Quốc đánh chiếm, thăm dò thêm lục địa liên tục gây hấn ở Biển Đông. Đường biên giới với Trung Quốc liên tục bị xê dịch, cột mốc biên, biên giới Tây Nam với Campuchia hay các vấn đề lớn nhạy cảm thì khác thì ông Nguyễn Phú Trọng không hề đề cập tới. Kể cả việc kiện toàn công tác nhân sự hay công tác đổi mới đối nội, đối ngoại đều không hề có chuyện gì đề cập. Thế nhưng bài phát biểu liên tục đưa ra những số liệu viển vông hão huyền một cách vô bổ như tăng trưởng GDP 6,8%, ước đạt 2
166 tỷ đô la, đạt 2.800 đô la trên một đầu người. Thản nhiên ông Trọng lại bỏ qua hiện tượng này, có hàng chục triệu người dân sống ở các vùng nông thôn, nhất là các tỉnh lẻ, miền núi, vùng sâu, vùng xa, chiếm khoảng 17% dân số cả nước, vẫn sống ở mức thu nhập rất thấp, khoảng 900 đô la một người một năm. Ông Trọng buông hẳn những bức xúc dư luận xã hội hiện nay giữa người dân với các nhóm lợi ích có tính chất mafia, dạng mới hòng chiếm đoạt, cướp đất tràn lan trên mọi miền Tổ quốc. Bài phát biểu không hề đề cập tới vấn nạn điều hành nợ công của chính phủ, các vấn đề mặt trái an sinh xã hội mà chính phủ chưa hoàn thành. Thay vào đó, ở đoạn cuối du ngủ hội nghị là vẫn chiêu bài cũ đưa ra thanh trừng một vài cá nhân trong đồng bọn, đồng dận, đồng đảng đã thất thế xế chiều hoàng hôn. Xem qua một bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 11 ở tầm vĩ mô mà toàn những ngôn từ lãng xẹt, những lời văn cũ rích copy đảo lộn từ bao nhiêu nhiệm kỳ trước. Vậy chăng đất nước gần 100 triệu dân vẫn cứ phải trông chờ và mong đợi vào một người đang lo giữ cái mạng cho bản thân chưa nổi thì còn đâu sức khỏe để điều hành công việc quốc gia đại sự. Hội nghị Trung ương 11 của Đảng cầm quyền ở Việt Nam từ ngày 7 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2019 diễn ra trong bầu không khí được cho là căng thẳng. Căng thẳng không phải vì vụ tàu Trung Quốc xâm lược bãi Tư Chính đã ròng rã hơn 3 tháng và đang có nguy cơ nổ ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam ở khu vực này, cùng nguy biến Việt Nam mất dầu khí lẫn lãnh thổ, mà bởi nguồn cơn tranh đấu và chia chác nhân sự. Những tình huống trồi sụt nhân sự và do đó dẫn tới những phương án giả định về cơ cấu nhân sự cấp cao cũng bởi thế đã dần lộ ra. Đa phần những luồng dư luận từ thông tin không chính thức sát hội nghị Trung ương 11 đều xác nhận về vị thế ứng cử viên số 1 không mấy suy xuyển cho ghế Tổng Bí thư của Trần Quốc Vượng, hiện là Thường trực Ban Bí thư và được xem là được cho là bản sao của Nguyễn Phú Trọng về mặt tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đường lối đu dây không mệt mỏi giữa Trung Quốc và Mỹ và tính cách thâm trầm dạn dày kinh nghiệm cùng thủ đoạn chính trị. Thông tin không chính thức là một khái niệm mới của Đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ Đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để nhận định, định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan chức năng nào của Đảng hay chính quyền thừa nhận. Ngoài Trần Quốc Vượng ổn định, hai ứng viên Tổng Bí thư còn lại đều do sự biến thiên và hoán đổi vị trí lẫn nhau, đó là Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Nếu tại hội nghị Trung ương gần nhất vào tháng 5 năm 2019, vai trò của Phúc vẫn còn được xem là ứng viên số 2 cho ghế Tổng Bí thư, thì gần đây vị trí này có thể đã thay thế bởi Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay trước hội nghị Trung ương 11 đã có thông tin không chính thức tiết lộ kết quả thăm dò phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị vào tháng 12 năm 2018. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng xếp đầu bảng, nhưng nhân vật đứng thứ hai sau Trọng lại không phải là Trần Quốc Vượng hay Nguyễn Xuân Phúc mà chính là Nguyễn Thị Kim Ngân. Lục đục sau Ngân mới là Vượng và Phúc. Nếu đúng thế, vị thế chính trị của Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay đổi khá nhanh chóng trong vài năm, thậm chí còn có dư luận cho rằng nếu Đại hội 13 diễn ra trong bối cảnh long hổ tranh đấu, bất phân thắng bại thì Ngân có thể trở thành ngư ông đắc lợi, đúng theo cái cách mà các đời Chủ tịch Quốc hội trước Ngân là nông đức mạnh và Nguyễn Phú Trọng đã buồn ngủ gặp chiếu manh thành Tổng Bí thư. Còn khiêm tốn hơn, Nguyễn Thị Kim Ngân có thể đã nằm trong phương án tiếp nhận cái ghế Chủ tịch nước. Tình trạng cải thiện đáng kể vị thế chính trị của Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ cũng góp phần giải thích việc tại sao bà ta bị đánh tơi tả trong thời gian gần đây, đặc biệt nổ ra vụ báo Hàn Quốc bỗng dưng có được tin tức 9 người trong đoàn quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hàn Quốc vào cuối năm 2018 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này, đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó ở đâu. Tỷ lệ nghịch với thế đi lên của Nguyễn Thị Kim Ngân là xu thế chìm xuồng của Nguyễn Xuân Phúc. Bất chấp ông ta được xem là quan chức tiềm năng nhất về mạnh về gạo, bạo về tiền. Khác với thời tiền đại hội 12 năm 2015, đến lúc này dường như Phúc không còn được Trọng tin yêu, thậm chí hố phân cách giữa hai nhân vật này có vẻ rộng ra theo thời gian.
Không phải ngẫu nhiên mà khi Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2019, rất có thể do sức khỏe không cho phép, người thay thế ông ta chẳng phải là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà lại là cấp phó của Thủ tướng, đó là ông Phạm Bình Minh. Nếu Đại hội 13 xếp cả 3 trường hợp Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân dù quá tuổi quy định là 65 vào trường hợp đặc biệt và do đó được ở lại, việc phân có thấp trong cơ chế tam trụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hoặc tứ trụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ khá phức tạp giữa những người này. Cơ chế tứ trụ chỉ hình thành với điều kiện phải có thêm một nhân vật nữa trong Bộ Chính trị ngồi lên, người đó có thể là Trương Hòa Bình. Hiện thời là Phó Thủ tướng Thường trực, Bình cũng có thể được xếp vào trường hợp đặc biệt. Khi đó nếu Vượng là Tổng Bí thư, Ngân làm Chủ tịch nước, hai ghế còn lại là Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ do Phúc và Bình chia nhau. Và có thể xảy ra một trường hợp không phải là không thể xảy ra, Bình mạnh hơn nên chiếm được ghế Thủ tướng, còn Phúc phải ngậm ngùi nhận điều hành cơ quan, nhất bộ nhì ban, cơ nhỡ lang thang thì sang Quốc hội. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Ngân mạnh đến mức được Đảng chỉ định làm Thủ tướng Chính phủ, trên thực tế là nhân vật quyền lực thứ hai trong thể chế này khi đó, và cho dù có nhận ghế Chủ tịch nước, Phúc vẫn chẳng thể hạnh phúc. Lý do u ám là vậy, nhưng trong thực tế vẫn còn ánh sáng cho Nguyễn Xuân Phúc nếu sắp tới chính Phúc được đi Mỹ thay cho Trọng, và nếu chuyến đi này mang về cho Việt Nam một món quà nâng tầm đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, dù món quà này chỉ mang ý nghĩa hình thức và tương tự như cái cách mà Thủ tướng Phúc chỉ đạo Tổng cục Thống kê Việt Nam thổi GDP thật cao để lấy thành tích, đó sẽ là một thành quả chính trị ghê gớm, đủ để biến cá nhân Nguyễn Xuân Phúc trở thành ứng viên số 1 cho cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Tuy nhiên, các phương án nhân sự hiện thời dù là tam trụ hay tứ trụ ở Đại hội 13 chỉ mang tính giả định và sẽ chỉ xảy ra khi Nguyễn Phú Trọng chịu nghỉ. Sau lần Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2019, hầu như chắc chắn vấn đề sức khỏe suy sụp đang là thách thức lớn nhất đối với ông ta, chứ không phải là cú vỗ mặt nổ đom đóm của Trung Quốc ở bãi tư chính. Liệu Trọng có thể vượt qua được thách thức tự thân này hay sẽ phải sớm từ giã chính trường, thậm chí phải nghỉ hẳn trước khi Đại hội 13 diễn ra? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.